Chào tất cả mọi người nha, mình là Bill Sagui đây. Thì chúc chào đón ngày hôm nay thì tại các phần bài của mình đang có đó chính là ba siêu nhân, ba linh vật với lại là một thường dân nha. Với Galio, Malphite cũng như là Lee Sin hai sao nha mọi người. Và tướng carry chính của mình đó là Nunu, tướng 5 vàng mình làm được ngay từ ra 1.1 tại chế độ thần tại gò cửa nha. Và mình đang lắp luôn cho em nói là ba trang bị lớn, găng bảo thạch nè, lời tại hồ và một cái giáp lửa nha mọi người ạ. Và mình cũng đang được một cái lô bạc khá là ngon luôn ngay từ ra 2.1 đó chính là hàng chợ Panora. Nó giúp cho mình lên được một cái form bài gần như là full 2 sao hết cả rồi á. Nên cũng đang được một cái chuỗi thắng khá là dài lúc đầu game. 3 trận thắng liên tục rồi nha mọi người á. Lúc đầu game thắng 1 trận, xong rồi thua 1 trận, xong rồi thắng được 3 trận tận bây giờ nè. Thắng được hay không đây? Nunu lăn nè bạn ơi. Team ông này là Aphelios Carry đi chung với xạ kích và đấu sĩ á. Cũng mạnh đấy. Nunu, lắp phát nữa. Úi ôi, không kịp à. Nhưng mà còn Malphite với lại là Galio nha. Được không đây? Nai sư, chuỗi thắng 4 trận luôn. Để cùng xem thử cái lõi thứ hai nào. Nâng cấp tướng Lee Sin Velcott với lại là Alista. Ui, cái Alista này ngon này mọi người ơi. Hất kệ ổ. Nhận được một Alista và Alista sẽ hồi 15 năng lượng mỗi giây nha. Một cái chỉ số phải gọi là cực kỳ khổng lồ luôn á. Và nó sẽ hất tung cả bọn. Gọi là đứa nào đứng trong vòng nó một ô nha mọi người ơi, là bị hất tung hết. Nếu như em chưa biết á, thì kỹ năng của con Alista là bình thường á, chỉ hất tung được một thằng thôi. Nhưng mà nhờ cái lõi này đứa nào mà đứng xung quanh nó nha là bị hất tung lên hết thôi. Và nó hồi 15 mana mỗi giây. Thì tính ra là hất liên tục luôn á. Cái lõi này đầu game dùng ở đép máu khá là ngon. Và nó sẽ hiệu quả luôn lúc mà về cuối game nha. Tại vì Alista nó có tận là 3 hệ lận. Và mình chỉ cần tầm 2 hệ thôi là đủ rồi nha mọi người. Một là linh vật, còn hai á đó chính là hộ công. Còn cái hệ ngu binh kia thì chừng nào mình chơi một cái form bài ngu binh với Viogo hoặc là Aphelios Carry kiểu gì đó thì mình mới cần thôi. Hôm nay là Samira 3 trang bị lớn, Mordekaiser quân cảnh laser với 3 trang bị lớn luôn. Mình thấy là mình thua đó mọi người á, tại vì Samira với lại là Mordekaiser của ổng đồ đẹp quá. Từ từ nha. Nunu tạo giáp nè, lăn đi bạn ơi. Hình như là không nổi rồi anh em ơi. Nhìn cái form bài của này là mình thấy là muốn thua rồi đó. Không thắng nổi luôn. Ê, từ từ. Ui, Nunu lăn ảo quá nhờ. Ê, lăn phát nữa. Xôi. Anh cán qua những nơi anh từng đi. Wow, tưởng thua rồi chứ. Ai ngờ vẫn thắng nè. Tuyệt vời mặt trời luôn. Chủ thắng 5 trận nha. Một ra được thêm 3 vàng tiền lãi. Quá là ngon. Và nếu như mọi người nào mà xem thấy á, hãy đừng quên để là một like để cái kênh ủng hộ cho mình nha. Găng bờ lăng 2 sao à. Lên luôn cho em nó. Form bài 3 siêu nhân với lại là 4 linh vật. Đấy. Hay là cái trận này mình thử làm một cái vị tướng nào đó 8 linh vật thử đi nha mọi người. Hoặc là Nunu đi chung với 8 linh vật đi. Tại vì cái hệ linh vật nó chỉ có 6 con thôi. Nhưng mà nó sẽ rất là dễ luôn nếu như mọi người có thì vàng. Tại vì thì vàng có thể ghép được ấn linh vật nha. Tại vì khi mà nó đi chợ 3.3 về xong mọi người sẽ nhận được thêm đó chính là một cái sách chọn ấn. Hên xui may rủi thì ra một con linh vật thôi. Còn mà hên nữa đi chợ lụm được thêm một cái quả thì vàng nữa. Về lắp luôn cái ấn linh vật nha mọi người. Tại vì tất cả tứ linh vật chỉ có 6 con thôi. Nếu như mọi người mà muốn chơi 8 linh vật thì bắt buộc luôn phải có 2 con. Nói chung là cũng hên xui may rủi à. Ui, ông này fit đồ stick 2 quyền trượng. Trang bị chiến nhờ. Úi xôi. Ông này cũng 98 máu bằng máu mình luôn nè. Càng. Nếu như mọi người nào mà có góp ý gì về cách mình bình luận chơi game hoặc là làm video á, anh em mình cứ góp ý ở phía dưới nha, để mình có thể biết được mình sai đâu và sẽ cố gắng khắc phục ở những cái điểm nào á. Và mong mọi người sẽ cùng đồng hành với mình ở trên một cái chặng đường, đó chính là chinh phục 1 triệu sub ở trên kênh Biosagi này nha. Ông này là Viego 6 ngồi đạo 2 mũ quá. Què vậy. Tôi vừa mới lướt qua cái là tôi bất hồn luôn anh em. Mình tưởng là form bài của mình mạnh rồi mà ai ngờ lướt qua người ta nó còn kinh khủng hơn nữa. Nếu như mọi người mình nghe tiếng chim hót thì mong em thông cảm nha. Chim hàng xóm mọi người à. Chẳng lẽ mình ra mình cắt cái mỏ đó. Hót cái đầu bò. Ok, mình đang tích sẵn Yumi với lại là Nyzeth luôn nha. Tại vì mình cũng đang muốn cho một cái form bài 6 linh vật á. Nó vừa đép máu dễ mà nó còn mạnh nữa. Mình đã từng thu phải gọi là sách mặt với những cái form bài linh vật này rồi nha. Dù cho đó là tướng 4 vàng 3 sao hoặc là 5 vàng 2 sao hoặc là một cái form bài Exodia luôn. Ui, ấn linh vật nè. Hấp ngay và luôn mọi người ơi. Tại vì linh vật á, nó sẽ hồi máu cho kẻ đồ hình luôn. Và linh vật nó sẽ hồi máu gấp đôi cái lượng máu đó nha. Đây, Lee Sin, linh vật, Mafia linh vật, Alista, Yumi, Geo cũng như là Nunu linh vật nha mọi người. Form bài 7 đứa.
thì 6 đứa là linh vật rồi, nó hồi máu ỉ luôn. Ông này là level 8 mà, thêm một cái cọc, thêm một cái giáp thiên nhiên. Ông này đẻ đâu ra được một cái giáp thiên nhiên đâu ghê ta, vậy là ổng 8 9 slot luôn anh em ơi, thêm cái cọc nữa là 10 tướng luôn á, ác gì ta. Chờ con giáp phân thân ra nó chịu anh em ơi. Chịu. Phải gọi là chục tướng kia đó. Thì Nunu của mình nó chưa kịp lăn thì đã bị con biết Fatu này nó cầm cái quyền chịu ánh sáng. Nó xả rồi. Nó xả đạn rồi mọi người à. Tại vì ông này đang có một cái lượng máu là 38 máu á, xuống dưới 50 máu rồi nha. Nên được một cái phần quà đó chính là đồ ánh sáng. Ây da, có con chim này chắc mình ra mình cắt mỏ lắm không? Nó hót kìa. Mọi người nếu như mà nghe tiếng chim hót thì thông cảm giúp mình nha. Rồi. Để cùng xem. Có luôn Yumi 2 sao. Ui, Rally Sin nè. Cái hàng chờ Pandora này thì mọi người chỉ nên dùng để mà nuôi tướng là được 2 sao và đép máu thôi nha. Chứ nếu như mọi người mà chơi những cái bài slow roll kiếm tướng 3 sao nhiều như siêu nhân á, mà chơi cái quả hàng chờ Pandora này không khác gì tự bóp mình nha mọi người. Tại vì anh em sẽ rất là khó luôn để mà vừa nuôi tướng 3 sao mà vừa để cái hàng chờ này. Anh em không có đủ slot đâu. Tại vì cái siêu nhân này chơi nuôi tướng 3 sao nhiều lắm, mà lấy cái hàng chờ này nữa thì tự bóp chính mình luôn. Ông này là nâng cấp tướng cho God với fit đồ stick cầm hai quyền trượng à. Ác nhờ, ấn chu lực chưa lắp luôn kìa. Nunu cùng lăn nào. Ê mình lăn mình né con fit đồ stick ra coi. Giết hết tên bạn ở đã. Để nếu như mà thua mình thua có một con thôi nha mọi người. Cái con fit đồ stick này nhìn ghê lắm, để xem thử. À không nổi, sao mình giết nổi được. Linh vật nó hồi máu nè, thấy không. Thật sự là nếu mà muốn khắc chế được fit đồ stick ngoại đạo nè, hoặc là fit đồ stick chủ lực đó, hoặc là một cái vị tướng fit đồ stick nào mà 2 sao mà ba trang bị lớn ấy nha, thì anh em rất là đơn giản luôn, chỉ cần chơi một cái form bài linh vật lắp cho mình một cái vuốt rồng thì chắc chắn luôn mình đảm bảo với mọi người á là fit đồ stick dù nó mạnh cỡ nào, trang bị lớn nhiều cỡ nào á thì vẫn không thể nào mà sốc đam chết được. Đấy, linh vật và lắp cho mình một cái vuốt rồng nha. Mình đã từng chơi fit đồ stick và thua cái form bài này rất là nhiều luôn rồi. Nó cho một cách vô lý luôn. Dù có giảm hồi máu nha mọi người thì vẫn không thể nào mà đọ lại. Ui, ông kia level 8 hơn 50 tiền với Ugot cầm hai quyền trượng. Tôi thấy là nhìn thôi là cũng đã thấy mùi tiền rồi mọi người. Ugot lúc đầu game mà còn cho nó ít hai cái quyền trượng nữa thì nghĩ thôi là cũng thấy mùi tiền rồi. Thật. Alista nè. Có Eco nè. Nói chung là mình có hạn chờ mà, cứ bỏ tướng vào cho nó random rồi. Lâu lâu lên được cái quả 2 sao nào thì mình bú thôi. Hồi nãy gặp con kia mạnh quá, mất luôn cái chuỗi thắng rồi. Thế là đáng tiếc. Để mình cùng chờ xem thử cái lõi thứ ba là cái lõi gì nha. Nếu như mình chưa biết thì Riot cũng đã đăng một cái bảng tỷ lệ ra những cái lõi, những cái nâng cấp tướng khác nhau rồi nha. Anh em có thể theo dõi thêm ở trên Facebook những cái fanpage, hoặc là theo dõi trên những cái Twitter của Riot Game á mọi người. Ông đó ổng cập nhật liên tục thôi, nhất là cái ông Riot Mordok á, cha đẻ của đó cho chân lý á mọi người. Rồi Ugot nó cầm quyền chuẩn hát rơn kìa, ác thật sự. Nunu lăn nào bạn ơi, lăn hơi bị đau. Ui thắng được nè. Lăn. Mình tưởng nó lăn ngu chứ. Để cùng xem cái lõi thứ ba nào. Lõi vàng à. Ui hy hiệu linh vật. Ui xôi. Ui. Hy hiệu linh vật. Tại sao lại nhận một món tình nhân nhờ. Lừa đảo hả. Là sao mọi người. Ui hơn nha. Vẫn là nhận hy hiệu linh vật nha mọi người. Nó để cái lõi là tên hy hiệu linh vật, nhưng mà nó ghi là nhận một ấn tình nhân và Yumi. Mất hồn con chồn luôn mọi người ơi. Vãi trưởng hơn là vẫn ra cái ấn linh vật cái nha, cho ra cái ấn tình nhân là chắc là game nhái luôn á. Để cái logo một đằng hiện chữ một nẻo, còn hơn là để cái chữ một nẻo mà hiện logo một đằng đó thì lấy nó cũng hơi căng. Đây ở tầm level 8 và một cái form bài 8 linh vật 3 siêu nhân. Nhìn có vẻ rất là siêu nhân, nhưng mà lại là linh vật. Trời ơi, tầm này mà cái 8 linh vật của mình nó thiệt với mọi người luôn á, cực kỳ khó thua luôn.
dù cho team bạn có là 4 chủ lực, dù cho team bạn có là tướng 5 vàng 2 sao thì cái form bài 8 linh vật này nó vẫn là một cái gì đó rất là quái vật luôn á mọi người, không thể nào mà thu được luôn á, thiệt. Hồi máu nè. Ấy da, ấy da. Chết mẹ rồi, vừa mới gáy xong. Vừa mới gáy xong. Vậy là 4 chủ lực có thể khắc chế được hả? 4 chủ lực nó sốc đem ghê, không kịp hồi máu. À, gáy cái hơi to một tí, thông cảm mọi người á. À, vì thật sự là rất là lâu rồi mình mới chơi lại cái form bài 8 linh vật này á. Chắc là cả phải vài chục cái video rồi mình chưa có làm về linh vật luôn á mọi người. Lúc mà cái quả Yumi này nó còn mạnh á thì mình chơi cái form bài linh vật này nhiều, tại vì chỉ cần chơi Yumi thôi, chỉ cần là một cái form bài linh vật và siêu nhân và Yumi cầm trang bị lớn thôi thì hầu như là đép máu lọt top rất là dễ. Bây giờ Yumi bị ẩn nớp sắp mặt rồi, nói chung là chơi cũng hạn chế lại một tí. Đây, chỉ cần không phải là chủ lực thôi nha, ông này là 6 ngồi đạn với Viego Karina. Chỉ cần không phải là chủ lực thôi nha mọi người á, thì linh vật nó chấp hết. Sao Leo này nó thải cái skill mà tay mình muốn xỉu lên xỉu xuống rồi trời. Nó thải cái skill mà cái dàn tăng của mình nó đi hết luôn mọi người. Đúng là chiến thần diệt tăng mà. Cái con Leo này nè, chiến thần diệt tăng mọi người ơi. Nó giọng thẳng mặt Nunu à. Anh em sao chơi. Từ nha Yumi. Ui gì mà thua kìa. Nó còn đúng mấy chục máu hay sao á, mình nhìn không kịp. Nunu nè, Moracaser nè, đứng ở tầm top 2 như thế này thì lấy tướng cũng hơi khó. Lấy tướng cũng hơi khó nha mọi người. Nếu anh em muốn mà lên được tướng 5 vàng 3 sao tại chế độ này á, thì chỉ cần khắc cốt ghi tâm cho mình một cái câu nói này thôi, đó chính là sống dài thành huyền thoại. Tại chế độ này nhân phẩm không phải là tất cả, mà mọi người sống càng dài khi mà anh em đã bắt đầu rải rác tướng 5 vàng đi hết rồi á, thì nó mới bắt đầu cái tướng 5 vàng và kho tướng rồi roll nó mới được nha. Cho nên nếu như mà còn tầm 4 đến 5 ông hoặc là còn tầm 3 ông á, thì cái việc mà lên được tướng 5 vàng 3 star nó cũng cực kỳ khó khăn luôn. Có quà rồi, con Leona, một cái khiên băng Radiant và một đống tiền lên level 9 luôn đi mọi người ơi. Đây mình muốn đép máu mà, lắp luôn đồ cho em nó nha. Rồi tuyệt vời, roll tướng 5 vàng để cho nó random nào. Đây, không đủ tiền mua tướng luôn á trời. Ẻo thật đấy. Rồi nha. Bán bớt tướng siêu nhân để mình có tiền mua tướng nha mọi người, cũng như là đổi làm một cái form bài Exodia, chứ bây giờ chơi siêu nhân thì cũng yếu rồi. Đây, thường dân hộ công luôn. Ông này là 4 chủ lực với fit đồ stick hiểm họ 3 quyền trượng. Nhìn gấm ồm gì. Thắng được không đây? Nu lăng nào. Lăng nào, lăng nào, lăng nào. Ồ, mình nhìn con fit đồ stick kia nó càng ngày nó càng tích được cái quyền trượng, mình cũng thấy hơi rén đó. Lăng nó, ôi ôi, nó tung skill rồi, nó tung skill kìa. Nhưng mà linh vật là cái form bài khắc chế cứng nhất của con fit đồ stick này nha. Anh em đừng quên. Giỡn nè. Mình nhớ là hồi mùa 7 với lại là mùa 6 á, cái hàng chờ Pandora này nó là đổi tướng không có trong kho tướng luôn nha mọi người á. Nhưng mà với mùa 8 hiện tại thì mình không biết đâu, tại vì đã rất là lâu rồi. Mình nói đã rất là lâu rồi mình không chơi cái hàng chờ Pandora này để mình nuôi tướng 5 vàng 3 sao nha mọi người. Mình cá với mọi người luôn á, mình hứa với mọi người luôn là mùa 7 với lại là mùa 6 á, cái hàng chờ Pandora này nó đổi tướng không có trong kho tướng luôn nha. Tại vì mình đã làm khá là nhiều video về nó rồi, như là 3 con set 3 sao, 4 cắt ma 3 sao, rồi 2 con tướng 5 vàng 3 sao luôn nha mọi người. Không phải là lỗi ảo ảnh, cũng không phải là lỗi song sinh ma quái, mà đó chính xác là 2 con tướng 5 vàng 3 sao. Cái kho tướng thì không thể nào mà đủ được. Nhưng mà đó chỉ là mùa 7 với lại là mùa 6 thôi. Còn riêng mùa 8 này mình không biết á, là Riot đã đổi lại cơ chế cũng như là cách thức mà nó xoay tướng ở trong cái hàng chờ Pandora này hay chưa.
thì cái đó mình không có rõ nha. Mọi người nào đã từng chơi nhiều cái lõi này rồi á, ở mùa 8 thì đừng quên bình luận cho mình biết ha. Nói chung là nhờ bình luận của mọi người góp ý cho mình thì mình mới biết cái nào nó hoạt động được, cái nào nó sai, để mình có thể rút kinh nghiệm và chơi cái trận sau cho nó hoàn hảo, cho đám bạn có độ nhạy nhất nha. Cảm ơn mọi người nhiều ha. Anh em hãy cứ thoải mái bình luận góp ý ở phía dưới, tại vì tất cả bình luận của anh em từ bình luận khen, chê, góp ý hay là đưa ra ý tưởng á là mình đều đọc hết nha. Anh em khỏi cần phải lo luôn, đọc từng cái một. Mọi người nào bình luận ở kênh mình nhiều thì sẽ biết thôi. Đánh con này mà rớt một cái Neko này lại dễ làm. Ui, ông kia Annie 3 sao? Cảm ơn mẹ trời. Neko nào. Có nên lắp nội xét không nhờ? Nunu 2 sao, đỡ. Lấy kiếm ép luôn nha mọi người. Lắp cái hit kiếm cho Leona nè. Một mình nó carry team vẫn là được, tại vì Leona này đây là Leona 8 linh vật nha. Hay là trận này mình làm thử Leona 3 sao 8 linh vật đi mọi người, hoặc là Leona 2 sao cũng được rồi đó, tại vì nó sẽ rất là trâu luôn. Hồi buổi giờ mình vẫn đang săn cái combo đó chính là 8 linh vật với một cái vị tướng nào đó mà cầm thêm cái dép sư linh nữa nha. Tại vì linh vật đó, nó đã hồi theo phần trăm máu rồi, mà dép sư linh đó, nó còn hồi theo phần trăm máu nữa. Đấy, tướng nào mà tăng cơ kiểu như là Alistar hoặc là con Raymus hoặc là những vị tướng năm vàng á, nó cầm cái combo trang bị đó thì thôi chứ mình nghĩ chắc là nó bất tử luôn á mọi người. Lăn nè, lăn nè, lăn nè, thắng rồi, thắng rồi. Nice, chủ thắng 3 trận luôn nha. Ok, vì cái trận này mình sẽ hướng tới làm tướng 5 vàng 3 sao kết hợp đi chung một cái form bài là 8 linh vật nha. Có thể là Fiddle Stick nè, có thể là Leona, Nunu, Mordekaiser hoặc là tướng 5 vàng nào đó, chỉ cần 3 sao và 8 linh vật đó đã là một cái siêu phẩm rồi. Nhưng mà chắc chắn rồi, khi mà mình làm thì mình cũng sẽ né những cái vị tướng 5 vàng nào mà người ta đang chơi ra nha, cho nó dễ một tí chứ. Người ta đang chơi tướng 5 vàng mà mình còn đâm đầu và mình chơi nữa thì có khác gì tự tử đâu. Tại vì tướng 5 vàng có 10 con à, một vị tướng 5 vàng nha mọi người à, có 10 con tướng trong cửa hàng thôi. Và anh em sẽ cần ít nhất là 9 con để mình lên được một con tướng 5 vàng 3 sao. Tóc tung cực kỳ đẹp nè, Nunu lăn đi bạn. Wow, cái form bài của mình nó hơi bị trâu đấy mà. Con Liu này nó hồi máu liên tội luôn kìa, bất tử luôn. Alistar đi hất tung kìa. Mày như thế nào? Wow, vậy là tính ra còn có mình là chưa có nhận được cái quà dưới 50 máu á. Đây, cái tướng 5 vàng thì mình cứ bỏ vào cho nó random nha. Chết sơ qua cái nào. Trận này thì em chơi fit đồ stick more cái sờ rồi ugot cực kỳ nhiều luôn á, thề cực kỳ nhiều. Ông này là Leona, Yana, Cinderella, Ugot, Aphelios, tướng 5 vàng nào, ông nào ông này cũng chơi cả fit đồ stick nữa kìa. Lăng nè, lăng nè, lăng nè. Ông này Any 3 sao à, thắng nổ ông ta. Úi xòa, không nổ rồi anh em ơi. Nếu mà muốn thắng được cái ông này thì con Leona của mình nha, nó phải dùng kỹ năng trực tiếp ấn vào cái đầu của thằng Any thì mới may ra cái cơ hội thắng. Chứ Any này nó trâu quá. Úi dồi, còn tí máu không kìa. Ngu binh nó không sốc đam được anh em ơi. Có Nunu nè, nếu mà mình lượm được thì ngon nha. Mất tiêu luôn rồi. Mất cái lốc luôn mà. Thôi lấy đồ tăng về cũng được nha mọi người.
Rồi mình nhớ không nhầm cái rau quà rau này là có một cái xúc xắc thì phải. Chính xác là như vậy luôn. Rớt được Mordekaiser. Mình chết sơ qua coi. Mình còn phải thu thêm một trận nữa nha mọi người á, để nhận được cái phần quà dưới 50 máu. Một cái trang bị ánh sáng này tương đương với một cái loại kim cương luôn á, nên cũng khá là mạnh và được một đống tiền nữa. Cái đó mới là quan trọng. Đang còn khá là nhiều tiền để mà mình mua tướng. Ui Nunu nè, ngon. Có mua tướng 5 vàng thôi. Đây Nunu 6 con xin ra luôn. Ngon lành cành đào. Mình thấy làm danh na mà 8 linh vật nó lại không có hay cho lắm, nên mình sẽ bỏ con đó ra nha mọi người. Danh na mà 8 linh vật thì châu nó cũng không châu, mà mạnh nó cũng không mạnh, nó không ra cái gì á. Trời ơi ông ơi, tôi gặp cái quả mà tay Ly Gia 3 sao như thế này, Ly Bà Lăng 3 tình nhân nữa thì chịu rồi. Nó chịu một phát cái dàn đội hình của mình nó không còn cái quờ quờ vậy luôn. Thật sự là 8 linh vật á, nó rất là ngại khi mà gặp những cái phơm bài mà sóc đam tốt như hôm nay. Ô, Nunu nè, ngon. Hàng chờ Manora nó bắt đầu phát huy tác dụng rồi đó. Đây có phần quà dưới 50 máu. Bàn tay công lý ánh sáng à. Chắc là mình sẽ đổi đồ luôn đi. À, còn hít kiếm nè. Lắp cho ai ta. Nhưng mà cứ đổi đồ cho con Nunu trước cái nha mọi người. Đây. Mình cũng đang muốn lấy thêm một cái găng bảo thạch từ con Yumi này á, để lắp qua cho con Nunu luôn. Nhưng mà hiện tại Yumi mình hết tướng rồi. Bây giờ mình phải kiếm lại nó, mình đổi đồ qua lại nha mọi người. Cố lên nào, hôm nay 5 vàng 2 sao nhiều vậy. Phơm bài hiểm họ đó chứ. Nhưng mà mình nghĩ là mình thắng được. Ông này không có đủ đam để mình sắp chết mình đâu. Ngon là cành đào liền nha mọi người, thắng liền. Hồi nãy mình thua có ông kia là do ông kia lên được tay Lyria 3 thôi, mạnh quá. Đây, cho hút một phát, 3 cái máy đam, ác chưa. Cinderella kéo mang tướng vào nữa nè. Rồi, hiểu cách liệu các kiểu luôn. Còn 4 ông à, cũng hơi nhiều đó. Không ra Nunu, úi dồi ôi, xúc sắc gì là chết người rồi. Nhưng mà cũng đỡ được nha mọi người. Mình xuất sắc ra được con Yumi. Đổi được đồ luôn nhưng mà không ra Nunu. Ây nha, xuất sắc gì là chết rồi. Thôi mình đợi cái hàng chờ này cho nó random ra gì mọi người. Chỉ cần hai con Nunu nữa thôi là ok. Neko nào, Neko nào. Bây giờ mình muốn chắc chắn nhận được một cái Neko thì mình phải đợi qua round 6.5 lần. Thật sự rất là lâu. Mình đang muốn lên sớm nè để cho nó quẩy. Không có luôn à. Nhưng mà công nhận là như cấp phơm bài 8 linh vật á, con nào cũng trâu như một con bò vậy. Xin ố, Nunu nè anh em. Chắc là mình sẽ bán tướng rồi để mình roll luôn á. Từ từ. Mình còn 42 máu à. Còn nhiều anh em ơi, còn nhiều. Từ từ. Vẫn còn cơ hội nha, vẫn còn cơ hội nha, mình chết sơ qua cái đã. Ông này chơi Nunu nè, lấy hai con Nunu rồi. Vậy là chỉ còn đúng một con. Chỉ còn đúng một con ở trong cửa hàng thôi. Ông đang lấy một con, mình đang có 8 con là 9 con rồi, chỉ còn đúng một con nha mọi người. Liệu nhân phẩm của mình có đủ hay không đây? Ông này là fit đồ tích chủ lực đại bác hai tạc. Ui ông này Mifatun sắp 3 luôn nè. Ông mà lên được 3 sao nữa thì mình chịu đấy. Ê lăn được nè, lăn được nè. Lăn được nè, ôi xoài. Công nhận là cấp phơm bài 8 linh vật này châu thật sự á. Dù tên bạn có là 4 chủ lực nhưng mà chỉ cần không phải là chủ lực 3 sao thôi thì mình cân được hơn. Chỉ cần không phải là chủ lực 3 sao thôi là mình cân được. Ây da. Không ra rồi anh em. Không người rồi. Mấy xin là ra roll nào. Roll nào. Oh shit. Còn một con mọi người ơi. Gặp ông này mình thắng được. Chắc là ông top 2 là sẽ gặp bạn ảo của mình.
Còn ông top 3 là sẽ gặp bản thật của mình. Hoặc là ngược lại. Đúng là như vậy rồi. Để mình cho ông này đi luôn. Mình lấy con Nunu cuối cùng nha mọi người. Alo, Nunu còn tặng một con nữa. Mà giết ông này thì tỷ lệ nó rớt ra cao hơn á. Lăn nè, lăn nè. Ua gót hai quyền trượng, hắc tiện cũng ghê á. Lăn nè. Lăn nè. Nunu cầm quả hai găng này cộng thêm cái bàn tay công lý ánh sáng á mọi người. Nó vừa cái đam mà nó vừa hồi phục kinh nữa. Ngu binh enemy by sao ạ. Chúng tôi lăn qua. Lăn tới đâu nát người tới đó. Tuyệt vời. S1 top 1 rồi á. Từ từ bạn ơi, bạn Talia 3 sao còn đó. Mà bạn kêu mình top 1 thì top 1 thế nào được. Trừ khi nào mà mình lên được Nunu 3 sao nha thì mình top 1, chứ bạn Talia còn đứng sững sờ ngay đó mà bạn kêu mình top 1. Bạn bị ảo à. Ok, không FF hả? Thanks bạn nhiều nha. Nhưng mà người FF bây giờ lại chính là mình đó bạn. Chứ bạn được Talia 3 sao bạn kêu bạn không FF thì có khác gì bạn vả vào mặt mình đâu. Mình là người đang thua mà bạn kêu là bạn không FF. Làm như là mình đang chấp á mọi người. Hên quá, bạn hiểu anh em ơi, bạn kêu là ván sau cái Neko. Đúng là người anh em của tôi. Người anh em ở trên mạng không quen biết gì cả. Thầy ông nội 18 hả? Rồi, không có Nunu rồi anh em. Vậy là mình sẽ có được con Nunu 3 sao chắc chắn 100%. Tại vì ra đi chợ 6.5 về nó sẽ cho mình thành một cái Neko nha. Là mới cốc về nè. Đây, chúng ta sẽ cùng được xem Nunu 3 sao 8 linh vật đi chung với găng bá thạch. Hai cái găng và một cái bàn tay công lý ánh sáng nó sẽ bá đạo như thế nào. Thề cái hàng chờ Pandora này nó cùi thật sự. Mình để cho nó random ít nhất là 4 round rồi nha mọi người. Nhưng mà nó vẫn không có một con Nunu nào cả. Holy shit. Ron chay không ra luôn. Ok, vậy là mình bắt buộc phải là Saneko thôi. Rồi, 8 linh vật luôn nha. Anh em thấy không, dù người ta chơi cấp phơm bài Exodia, mình chỉ cần là con Nunu 8 linh vật, đồ đẹp tí thôi là cũng lọt top các kiểu. Ông này do Talia 3 cũng sốc đam ác quá. Đây, coi nó lăn nè, nó lăn nè. Chiêu, ui, nó lăn nhanh gì, ui. Talia 3 một chạm, nó crit lên gần 10 cái đam luôn anh em. Quên rồi đó, khá là easy. Ok, GG tất cả mọi người nha, và tạm biệt anh em. Bye bye.